Các lực lượng Ukraine tiếp tục đẩy đợt phản công về phía Bắc ở khu vực Kharkov sau khi chiếm lại nhiều khu vực ở miền Đông trong bối cảnh có thể tạo ra bước ngoặt cho cuộc xung đột. Ngày 11 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Ryzhnikov của Ukraine cho biết cần phải giữ lãnh thổ đã chiếm lại trước khả năng Nga phản công. Ông nói với Financial Times rằng các lực lượng Ukraine có thể bị quân đội Nga bao vây nếu họ tiến quá xa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết đợt phản công của nước này diễn ra tốt hơn nhiều so với dự kiến và thuận lợi như quả cầu tuyết lăn xuống đồi. Đó là một dấu hiệu cho thấy Nga có thể bị đánh bại, ông nói. Hãng tin Reuters cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục tiến về phía bắc khu vực Kharkov trên đà phản công. Trong khi đó, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin lực lượng Nga tại Kharkov tháo chạy khỏi vị trí và rút sâu vào các vùng lãnh thổ của Ukraine do Nga đang kiểm soát. Nga tiếp tục tập trung nỗ lực thiết lập quyền kiểm soát lãnh thổ khu vực Donetsk, giữ các vùng lãnh thổ tạm thời chiếm được và làm gián đoạn cuộc tấn công của quân đội Ukraine trên một số hướng nhất định, hãng này cho biết. Trước đó, người đứng đầu chính quyền của Nga tại Kharkov đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi tỉnh này và chạy sang Nga, theo hãng tin TASS. Các nhân chứng mô tả dòng người rời khỏi lãnh thổ do Nga nắm giữ gây tắc đường tại một số nơi. Cũng trong ngày 11 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Kiev tiếp tục giành lại thành phố chiến lược Izium ở miền đông. Đợt phản công của Kiev đến nay đã chiếm lại được hơn 3.000 km2 đất kể từ đầu tháng 9 năm 2022. Ông Zelensky cho biết đợt phản công có thể tạo ra bước ngoặt cho cuộc xung đột với Nga và Kiev có thể chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ hơn trong cuối năm nay nếu tiếp tục nhận vũ khí từ phương Tây. Trong cuối tuần qua, tại khu vực Kharkov và Donetsk bị mất điện trên diện rộng. Các quan chức Ukraine đổ lỗi cho Nga tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng tại khu vực, trong khi Nga phủ nhận tấn công vào các cơ sở dân sự.